Trong các pháp thiền của Kasina có 10 những cái pháp thiền thực hành Kasina, đó là Kasina đất, nước, lửa, gió, rồi bốn Kasina màu là đen, vàng, đỏ, trắng, và một Kasina ánh sáng, một Kasina là hư không có giới hạn. Đấy là 10 Kasina. Và trong 10 Kasina ấy thì Kasina màu trắng thường được sử dụng để thực hành thiền quán Vipassana. Nếu như ai mà có thực hành các cái pháp thiền biến xứ Kasina, khi chứng được các tầng thiền như sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, hay là khi có cái tự tướng, thì cái Kasina trắng này nó có cái ánh sáng, nó có cái màu trắng và nó sáng trắng, và nó rất là dễ dàng dùng để quán các cái sắc và các tâm tâm sở. Cho nên trong các Kasina thì Kasina trắng thường được ưu tiên để làm nền tảng khi mình thực hành các pháp thiền tuệ Vipassana. Và với người sơ cơ để thực hành được Kasina trắng này thì có rất nhiều cách, nghĩa là trước mặt mình có một cái vật gì đó màu trắng là mình có thể thực hành được. Như một bức tường màu trắng thì mình ngồi trước bức tường ấy, mình vẽ một cái vòng tròn đường kính 30 cm lên, và mình ngồi cách khoảng 1,5 m, mình mở mắt ra, mình nhìn vào tâm điểm của cái vòng tròn ấy, sau đó mình nhắm mắt vào, mình mường tượng ra cái màu trắng trong vòng tròn ấy, làm có thể thực hiện được thiền Kasina trắng. Có thể là mình lấy một cái vải màu trắng, mình làm thành một cái vòng tròn, nhưng mình cuốn lên một cái đĩa màu trắng, một cái vật gì đó màu trắng, làm để ở trước mặt, làm có thể làm được Kasina trắng. Hay lấy một tờ giấy trắng, hay lấy một cái đĩa bằng men có màu trắng, hay là có một cái miếng gỗ mà mình dùng cái sơn trắng để sơn lên, đều có thể thành được Kasina trắng. Và có một cái cách để thực hành thiền Kasina trắng nó có được hiệu quả tốt nhất ý, nhanh chóng nhất, đó là mình ngồi và mình hướng tâm vào cái xương hộp sọ của cái người ngồi đằng trước. Ví dụ như bây giờ mình ngồi ở trong một cái hội chúng như thế này, mình cũng có thể thực hành được Kasina trắng ấy bằng cách là mình nhắm mắt vào, nhưng mình hướng tâm vào bên trong đầu của người khác ấy, hướng tâm vào cái hộp xương sọ của một cái người ngồi đằng trước, và phải hình dung ra cái bộ xương sọ đấy, và niệm đầu tiên thì mình niệm là bộ xương, xương sọ đấy, cũng niệm xương sọ bất tịnh, xương sọ bất tịnh. Nhưng lần trước thì sư hướng dẫn mọi người pháp thiền Kasina đen thì mình chỉ nhắm mắt vào, mình hình dung ra cái màu đen của tóc của người đằng trước. Cái đấy thì nó còn dễ hơn, nhưng mà cái này là mình phải nhìn xuyên qua, đưa tâm xuyên qua cái da đầu vào cái xương sọ ấy, và phải hình dung ra được cái xương sọ nữa. Nếu như ai có thể làm được, ai mà có cái trí tưởng tốt mà nhắm mắt vào mà mình hướng tâm về cái xương sọ của người ngồi trước, mà mình hình dung ra được cái xương sọ, thì mình sẽ hành được cái thiền Kasina trắng này. Nếu như cái xương sọ đấy nó hiện rõ ra được, rồi mình cứ niệm xương sọ, xương sọ, xương sọ, xương sọ bất tịnh, xương sọ bất tịnh, xương sọ bất tịnh. Và khi cái hình cái xương sọ đấy nó đã hiện rõ ràng ra được, thì mình để tâm vào cái màu trắng của cái xương sọ đấy và niệm trắng 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 trắng. Thì niệm như thế là sẽ thành công, là một lúc sau là nó sẽ xuất hiện nimitta màu trắng. Và khi xuất hiện nimitta rồi, cái xương sọ ấy nó tan ra và nó sẽ xuất hiện một cái vòng tròn ánh sáng, nó tiến lại gần với trước mặt mình. Lúc đầu thì nó rất là mờ mờ, và lúc đấy thì mình sẽ để tâm vào cái ánh sáng đấy, cái vòng tròn ánh sáng trắng trắng đấy, và vẫn cứ tiếp tục niệm là trắng 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 trắng, cứ thế mà niệm cho đến khi nào cái ánh sáng đấy nó mà dần dần nó sáng rực đi, dần nó chuyển từ cái chuẩn bị tướng, nó chuyển thành học tướng, nó trắng mờ mờ lên, rồi nó chuyển thành tự tướng là nó tỏa sáng rực rỡ ra, thì thành công. Người như vậy thành công, nhưng cũng có những người thì nó chỉ sáng lên một túc rồi nó lại mất đi. Thì khi nó mất đi rồi, mình lại phải hình dung ra cái xương sọ của người đằng trước
và cứ niệm trắng 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 trắng. Nếu mà mình thực hành được cái này thì là tốt nhất. Còn có những người mà mình gặp khó khăn, khi mình không thể nào hình dung ra được cái xương sọ của người khác, thì mình có thể để cái tờ giấy ở trước mặt mình, cái tờ giấy trắng A4, và mở mắt ra mình nhìn vào cái màu trắng trên cái tờ giấy ấy, sau đó nhắm mắt lại và hình dung ra cái màu trắng và niệm trắng 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 trắng. Thì cái cách này cũng được. Nhưng mà cái người mà hình dung ra được cái hộp sọ của người khác thì đến khi niệm ca si ná trắng này thì nó sẽ nhanh có định nhất, nó nhanh có nimitta, nhanh có ánh sáng, do cái tưởng của mình nó mạnh. Cái tưởng nó mạnh thì niệm sẽ mạnh, niệm nó mạnh thì định nó sẽ mạnh, định mà mạnh thì mình sẽ thấy được cái nimitta ấy dễ dàng và nhanh chóng. Với người nào mà phát triển được cái nimitta ấy liên tục được từ 1 tiếng trở lên, 1 đến 2 tiếng, đấy là nếu như mọi người về nhà mà thực hành cái phương pháp này và mình thấy được cái ánh sáng như vậy, mình phải duy trì làm sao cái ánh sáng ấy nó phải liên tục được 1 đến 2 tiếng liền, thì lúc đấy phải làm cái pháp mở rộng. Lúc đầu cái kasina ấy nó chỉ ở trước mặt mình, nó có bằng cái bàn tay thôi, nhưng mà sau đó thì mình với hướng cái tâm là mong rằng ánh sáng này lớn lên một chút, và nó sẽ lớn ra mỗi một chiều, nó lớn ra bằng 1 ngón tay, nó sẽ rồi mình nghĩ là mong rằng nó sẽ lớn ra bằng 1 gang tay nữa, rồi lại mong rằng nó lớn ra bằng 1 sải tay, rồi mong rằng nó sẽ lớn hơn nữa, 2 sải tay, 4 sải tay, 8 sải tay, mong rằng nó lớn ra bằng cả cái nhà này, rồi mong rằng nó lớn ra khắp cả cái nàng này, rồi cứ hướng tâm dần dần mở rộng ra, mở rộng dần dần, mở rộng khắp không gian, mở rộng ra khắp vũ trụ vô biên. Đấy là khi đã thực hành về các biến xứ ca si ná mà đắc định có được cái tự tướng thì phải làm cái bước mở rộng ấy. Rồi khi mở rộng xong lại tiếp tục đưa tâm về phía trước mặt mình, tập trung vào một điểm nhỏ ở ngay ở gần trước mặt này, và vẫn cứ tiếp tục niệm trắng trắng cho đến khi nào nó sáng lên, rực rỡ lên, và phải duy trì, làm sao phải duy trì được cái ánh sáng trắng đấy liên tục 3 tiếng liền thì mới có khả năng vào được an xỉ định. Cái này nó tùy từng người, và lúc đấy mình cũng phải có rất nhiều những cái cách thiện xảo thì mới phát triển được cái định đó, nó tăng trưởng lên. Khi mình có thể mình ngồi trong một cái không gian này mình hành, nó cũng có thể có được nimitta, có được cái ánh sáng, nhưng mà để phát triển được nó thì đòi hỏi phải có một cái không gian yên tĩnh, phải có một cái chú xứ thích hợp, và phải có cái sự thực hành thiền miên mật thì mới phát triển nó vào các tầng thiền được. Và phải biết cái người thực hành tốt nhất là cái người phải biết quân bình được 5 căn, tín tấn niệm định tuệ. Khi thực hành mình phải có niềm tin, có niềm tin rằng cái pháp môn này sẽ đi đến sự nhất tâm, đi đến định tĩnh, đi đến giác ngộ, đi đến giải thoát, đi đến niết bàn. Mình có niềm tin rồi sẽ phải có sự siêng năng tinh tấn, thực hành một cách miên mật, và phải có chánh niệm, luôn luôn ghi nhớ, nhớ nghĩ, không bị thất niệm, không bị lãng tâm, không bị quên. Tức là đang ngồi đây, những cái vọng tưởng, những cái tạp niệm nào nó đến, mình có thể chế ngự những cái vọng tưởng ấy dễ dàng, buông bỏ, buông xả những cái tạp niệm ấy dễ dàng, không có để cho những cái tạp niệm ấy nó nấn áp cái chánh niệm của mình. Cái người phải có được cái chánh niệm mà tốt như vậy, và phải có được cái sự nhất tâm trên đối tượng. Như khi mình hướng tâm sang một cái màu trắng nào đấy, mình phải ngăn cho tâm nó đừng có suy tư, đừng có khởi lên, đừng có hướng tâm, đừng có chạy sang những đối tượng khác, mà nó giữ được cái tâm ở trên cái đối tượng là cái màu trắng ấy liên tục, và cứ niệm cái trắng trắng ấy liên tục thì mới có thể nhất tâm được, nhất tâm định tính, thì dần dần nó sẽ đi vào định sâu. Nhìn với cái người nào mà đã từng thực hành những cái pháp thiền khác như là thực hành thiền hơi thở mà mình có định rồi, như là có ánh sáng rồi, hay là người ấy đã từng thực hành thiền hơi thở vào được sơ thiền rồi, hay là vào nhị tam tứ thiền rồi,
Thì bây giờ mà thực hành cái thiền Kasina trắng này thì nó đắc định ngay tức thì. Nếu như mình đã đắc thiền hơi thở rồi thì bây giờ thực hành sang một cái pháp Kasina bất kỳ nào cũng vậy, nó chỉ mấy phút thôi là nó sẽ có nimitta ngay. Nó rất là dễ dàng bởi vì mình đã đắc một cái pháp thiền khác rồi thì chuyển sang hành cái pháp thiền này, nó cũng chỉ trong một cái thời rất ngắn là nó sẽ đắc định ngay. Còn người nào mà mình chưa chứng một pháp thiền nào thì bây giờ mình thực hành pháp thiền này cũng sẽ phải mất một thời gian dài thì nó mới thành công. Thì trừ những người nào mình đã thực hành cái pháp này trong quá khứ, như là những kiếp trước mình đã từng thực hành thiền Kasina này rồi, thì bây giờ mình ngồi có thể là một thời nó cũng đắc định. Có những người có thể hành trong một thời thiền nó cũng đắc định được. Đấy là những người đã từng có những cái pháp ba la mật, mình đã từng tu tập cái pháp thiền ấy trong những cái kiếp quá khứ gần. Cho nên bây giờ giống như cái người ôn lại bài, cái pháp tu tập này nó như vậy. Nó cũng như là cái người mà học mà các cái môn học ở trên đời vậy. Những người nào mà mình đã, trong quá khứ mình đã học chuyên một cái pháp nào rồi thì bây giờ mình học nó cũng rất là dễ vào, dễ nhớ. Như vậy ai mà trong quá khứ mình đã từng hành một cái pháp thiền nào rồi mà bây giờ mình hành đúng lại cái pháp thiền đấy thì nó cũng rất dễ dàng. Như thuở xưa thì có ngài Tôn giả Xá Lợi Phất có độ cho một người đệ tử rồi dạy cái vị ấy một cái pháp thiền, đó là thiền quán về bất tịnh. Và cái vị đệ tử này hành suốt trong 3 tháng nhưng không đắc định, không chứng đắc được một cái gì hết, không đắc định, không đắc thiền, không đắc được đạo quả. Rồi ngài Xá Lợi Phất mới dẫn đến Đức Phật mà là rồi ngài Xá Lợi Phất trình bày là con đã dạy cho vị này suốt 3 tháng mà vị ấy không thành tựu được một pháp gì. Rồi Đức Phật nói là vậy ông hãy để đệ tử đây rồi mai đến mà dẫn về. Rồi Đức Phật với quán cái căn cơ của cái người đấy, vị biết rằng cái người cái vị tỳ kheo này trải qua 500 kiếp là người thợ vàng, người thợ luyện vàng. Vì cái người thợ luyện vàng thì cái tâm luôn luôn là hướng đến những cái tịnh, tức là một cái tì vết cũng cảm thấy khó chịu. Cho nên là khi mà thực hành cái pháp quán về bất tịnh thì nó không phù hợp với vị này. Mà cái vị này cần phải quán những cái pháp nó có cái sự thanh tịnh trong sạch thì nó mới phù hợp. Rồi Đức Phật mới cho cái vị đấy ra cái bờ hồ và ngồi quán cái bông hoa sen. Thì cái bông hoa sen nó có màu đỏ. Thì Đức Phật dạy vị ấy hãy quán cái màu đỏ của hoa sen. Thì vị ấy cứ quán đỏ 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 như thế. Thì không bao lâu thì vị ấy nhập định, vị ấy vào được các tầng thiền. Rồi sau đó Đức Phật mới dùng thần thông làm cho cái bông hoa sen đó nó héo đi. Rồi hướng để cho cái vị đấy hiểu ra cái tính, cái lẽ vô thường là cái gì có sinh lên thì sẽ có diệt đi. Rồi cái vị đấy hiểu ra là vạn vật trên cái gì cũng vậy, nó có cái tính vô thường sinh diệt. Rồi vị ấy hiểu ra cái thân năm uẩn này nó cũng có tính vô thường sinh diệt. Và vị đó đắc được quả A-la-hán ngay trong cái thời thiền đấy. Vậy thì cũng chỉ thế thôi. Trong một thời thiền, một buổi sáng đi khất thực, ăn xong, buổi chiều đi về ngồi thiền. Và vị ấy chỉ ngồi thiền từ buổi trưa hôm đấy, trưa chiều cho đến buổi tối hôm đấy là vị đó đắc được A-la-hán. Vị ấy thành tựu được cả thiền định và thiền quán trong một thời thiền. Và trong một cái ngày hôm đấy vị đó tu tập xong thì lúc đấy thì mọi người mới rất là tán thán cái cách hướng dẫn của Đức Phật, bởi vì Đức Phật mới là người thấy được các ba la mật của tất cả chúng sinh, biết được người này tu tập cái pháp môn nào là phù hợp, người này tu tập cái pháp môn kia là phù hợp. Nhưng ngoài Đức Phật ra thì không ai còn khả năng đấy nữa. Khi ngay cả khi Đức Phật còn tại thế cũng vậy, ngài Xá Lợi Phất là bậc có trí tuệ đệ nhất nhưng cũng không có cái trí tuệ để thấy được cái người nào phù hợp với pháp môn này. Và Đức Phật nói là chỉ có bậc chánh đẳng giác, có trí tuệ toàn giác, trí tuệ toàn hảo mới thấy được căn cơ, mới thấy được căn tánh, mới thấy được các ba la mật của chúng sinh. Cho nên có những người Đức Phật chỉ cần thuyết pháp khơi dậy cái sự giác ngộ là người đó đã đắc được đạo quả ngay trong khi nghe pháp. Có những người thì phải thực hành trong một khoảng thời gian ngắn
vị ấy sẽ đắc đạo quả. Có những người thực hành một thời gian dài mới đắc đạo quả. Còn ngoài vị Phật Chánh Đẳng Giác ra không ai có thể làm được điều đó. Và sau này thì mọi người thì dạy những cái pháp tu tập theo kinh nghiệm của mình. Có những vị thực hành thiền thuần quán thì vị ấy sẽ chỉ có dạy những cái pháp thuần quán chứ không dạy được pháp chỉ quán. Còn những cái vị nào mà đã từng thực hành những cái pháp chỉ quán thì cái vị ấy sẽ cũng sẽ dạy cho mọi người cái pháp thực hành thiền chỉ quán cũng giống như những kinh nghiệm của mình. Vì vậy cho nên sau này thì những người thiền sinh muốn đi học thiền thì các vị ấy cần phải học nhiều phương pháp thiền, hoặc là có thể học với nhiều vị thầy khác nhau, rồi sau đó mình cảm thấy mình phù hợp với pháp thiền nào, hay là mình cảm thấy mình phù hợp với pháp thiền của một vị thiền sư nào, thì mình hãy thực hành theo cái pháp thiền đấy, chuyên sâu thực hành pháp thiền ấy, rồi dần dần mình sẽ tiến bộ từ thấp đến cao để dần dần đi đến cái sự giác ngộ giải thoát được. Vậy thì có trong các cái kasina nó có đất nước nửa gió và đen vàng đỏ trắng. Thì những cái pháp đất nước nửa gió nó thuộc về những cái kasina thô, những cái đấy nó thô, nó giống như là một cái người mà có cái tánh tham, có người thì có tánh sân. Nhưng là cái người nào mà có cái tánh tham ấy, thì cần phải thực hành những cái pháp mà nó thô hay là những cái pháp bất tịnh để nó chế ngự cái tâm tham đi. Còn những cái người mà có cái tánh sân thì cần phải thực hành những cái pháp nó mang cái tính là nó tịnh. Như là những người có tánh sân thì sẽ thực phù hợp với những cái pháp thiền kasina màu đen vàng đỏ trắng, và những cái pháp thiền như là thiền giải tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Còn những người mà có cái tánh đức tin thì sẽ phù hợp với những pháp thiền như là niệm ân đức Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm giới, niệm thí, niệm thiên. Thế là vì cái căn tánh của mỗi người ở trên đời nó mỗi khác, cho nên là mỗi người sẽ phù hợp với những pháp thiền khác nhau. Nếu như một người nào mà mình biết được căn tánh của mình thì mình dễ dàng lựa chọn nhất. Mình biết là mình hay có cái tánh tham thì hãy chọn những pháp thiền mang tính bất tịnh, như là thiền niệm sắc chết, thiền bộ xương, thiền ba hai thể trược và thiền kasina đất nước lửa gió. Còn những người nào và thiền các kasina thô đấy, còn những người nào mà có cái tánh sân nó mạnh thì mình biết là mình sẽ phù hợp với pháp thiền giải tâm từ và thiền niệm kasina màu về đen vàng đỏ trắng. Các cái kasina màu này nó đẹp và nó làm cho cái tâm nó dịu lại, nó làm cho mình không khó chịu, không bực mình. Còn cái lúc thực hành thì như thế, mình nhắm mắt lại và mình phải hình dung, phải mường tượng ra được cái màu trắng. Còn mà trong hội chúng này thì sư sẽ hướng dẫn mọi người là ngồi hướng tâm về cái sau gáy của người khác ấy, rồi mình đưa tâm vào trong cái xương sọ của người bên trong ấy, và mình hình dung ra cái bộ xương, đó là cái niệm là xương sọ, xương sọ, xương sọ bất tịnh, xương sọ bất tịnh. Cứ niệm như thế cho đến khi nào mình thấy được cái xương, mà xương thì nó phải có màu trắng, nhất là ai mình đã từng nhìn thấy, đã từng đi bốc mồ bốc mả rồi ấy, thì mình sẽ thấy được cái bộ xương nó có màu tròn, nó tròn như là cái bát ấy, như là hai cái bát úp vào nhau ấy. Và sẽ nhìn vào mỗi cái mảng xương đằng sau sọ này thôi này. Thế rồi khi nào mình thấy cái hình xương sọ nó hiện rõ ra thì lúc đấy sẽ niệm là trắng 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 trắng, lúc đấy để tâm vào cái màu trắng ấy, và niệm trắng 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 trắng, rồi cứ niệm như thế cho đến khi nào nó xuất hiện ánh sáng thì nó tự động nó xuất hiện và nó sẽ tiến sát về trước mặt mình, và lúc ấy chú tâm vào cái nimitta đấy rồi cứ tiếp tục niệm trắng 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 tiếp. Đấy là tập cái pháp thiền kasina trắng như vậy. Nếu ai mà có duyên với pháp thiền này, ai mà phù hợp với pháp thiền này thì cái người đấy sẽ đắc định một cách nhanh chóng dễ dàng. Còn ai mà ngồi mà mình cảm thấy nó không phù hợp thì cứ tiếp tục ngồi thiền hơi thở. Nếu như là mình ngồi niệm cái kasina trắng ấy mà thấy nó căng thẳng, nó đau đầu, nó ức chế, nó khó chịu, không hoan hỉ, không thích thú thì mình cứ thực hành thiền hơi thở tiếp, hoặc là thực hành một cái pháp thiền mà mình đã từng thực hành từ trước đến giờ.
Đấy là cái cách thực hành như vậy. Còn ai muốn thử tập cái pháp thiền Kasina trắng này để thử xem mình có phù hợp hay không thì có thể dành một cái thời thiền để chuyên thực hành Kasina trắng này, để mình có cái kinh nghiệm, để mình nắm được cái phương pháp thực hành. Và khi có được phương pháp thực hành rồi, mình có thể lấy cái pháp thiền Kasina trắng này làm một cái pháp để mình thực hành lâu dài, thực hành chuyên sâu về sau nữa. Còn bây giờ đến giờ ngồi thiền, phải bắt đầu mọi người ngồi trang nghiêm, giữ lưng thẳng, giữ đầu thẳng, nhắm mắt lại và hướng tâm về phía xương sọ của người ở phía trước mình. Nhớ là hướng tâm vào tận trong cái xương sọ của người khác và mình niệm là xương sọ, xương sọ, xương sọ. Rồi sau đó niệm là xương sọ bất tịnh, xương sọ bất tịnh, xương sọ bất tịnh. Cho đến khi cái hình ảnh của cái hộp sọ nó hiện rõ ràng ra rồi thì mình để tâm vào cái màu trắng của cái xương sọ đấy và niệm là trắng 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 trắng. Để cứ niệm như vậy cho đến khi nào nó đắc định, nó xuất hiện nimitta thì thôi. Nó không thì mình cứ tiếp tục niệm như vậy. Để lúc nào là cái hình ảnh xương sọ nó mất đi thì mình lại niệm lại hình dung ra cái hộp sọ đấy, tiếp tục niệm xương sọ xương sọ xương sọ. Khi nào nó hiện rõ ra rồi lại niệm trắng 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 trắng. Cứ làm đi làm lại suốt cái thời thiền như vậy. Rồi bắt đầu mọi người vào ngồi thiền.